Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Hòa, chuyên viên lập trình, phần mềm hỗ trợ AI. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một công cụ giúp biến những tấm hình của các bạn thành nhân vật ảo trong công cụ AI. Để làm được, các bạn chuẩn bị cho mình một tấm hình bất kỳ. Sau đó các bạn vào trình duyệt, gõ từ khóa d-id.com, rồi vào góc trái của màn hình, chọn Sheet Up, sau đó bạn vào mục Quick Video, rồi vào Add tải hình ảnh mà các bạn chuẩn bị trước đó. Sau đó bên phải của màn hình, các bạn vào mục Script, gõ nội dung cần tạo vào ô bên dưới. Để chọn ngôn ngữ tiếng Việt, bạn vào mục Language, chọn tiếng Việt hoặc tiếng bất kỳ. Để chọn giọng đọc, bạn chọn mục Voice, chọn giọng nam hoặc nữ tùy thích. Sau khi hoàn thành các bước, bạn chọn trên góc phải màn hình ấn GENERAT Video và chờ hệ thống render. Sau khi xong, bạn ấn Download. Như vậy là xong rồi. Chúc các bạn thành công.